Dạ vâng, em lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong mật. Thì video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới các bác cái con ong giống mà cơ sở bên em đang cung cấp này. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái con ong giống thì em cũng xin giới thiệu qua nhé. Thì cái con ong giống khi nhà em làm xong ấy, đều được bỏ ra cái thùng mới 100% này. Đối với các bác nào mà gần nhà đấy, cơ sở bán hàng bên em ở Bắc Giang đấy, bác nào mà đến nhà thì các bác có thể là chở thùng cũ của các bác đấy, lấy độc cầu và ong về thôi. Còn đối với các bác nào mà chưa có thùng ấy, mua ong giống luôn thì bên cơ sở em là sẽ gửi cho các bác một cái thùng hoàn thiện như thế này. Thì cũng xin giới thiệu qua về thùng. Nguyên liệu thì được làm bằng gỗ gạo 100%, đã được ngâm 6 tháng, làm ván rất là dày, được bảo trà rất là sạch. Đấy, các bác có thể nhìn thấy trực tiếp ở trên video đây. Đấy thì vừa rồi nhà em cũng làm được hơn 100 đàn ong giống. Đây là những cái ghế chiều hôm qua đấy, các bác đến lấy đây. Đấy, có một bác thì cũng gửi luôn 5 thùng ở đây. Thì chiều tối nay em sẽ sang đàn cho các bác ấy, để tối nay bác lên chở tiếp. Đấy nhá, cơ sở bên em bán hàng rất là dễ. Đấy, các bác đến tận nơi chọn đàn nào ưng ý thì các bác bắt. Còn đối với các bác ở xa ấy, thì gửi xe ấy, hoặc là em chở ong đến tận nơi thì em sẽ chọn lọc ra những cái đàn nào đẹp nhất để mang tới con ong giống cho các bác khi các bác đặt hàng. Còn sau đây thì em xin giới thiệu qua về cái con ong giống nhá. Đấy, về cái con ong giống thì đây là cái thùng mới đây. Ở đây là cái ghim cầu này, vừa rồi vận chuyển đấy về bỏ ghim này. Còn mỗi một cái thùng ong giống như thế này thì các bác mua là đều hoàn toàn chuẩn chu hết rồi. Đấy, từ vách ngăn cho tới ghim cầu là đã có sẵn ở bên trong nhé. Giá cả thì rất là hợp lý thôi. Đấy, ong bây giờ các bác mua con ong này về, bây giờ là các bác chỉ việc lao cầu thôi. Đấy, thế đàn là 3 cầu một thùng. Đấy, ong đồng còn không kéo được lên này các bác này. Đấy, ong tiếp tục cơi này. Đấy, các bác có thể thấy bánh tổ của nó này, bên này. Đấy, cơi để phấn là muốn lao cầu nhưng mà nhà em sẽ không lao. Đấy, chỉ để ở cái thế ba đàn này thôi, ba cầu thôi. Các bác có thể thấy là nhộng phẳng lợt. Đấy, cầu trắng sáng như thế này nhá, phấn rất là đẹp. Đấy. Ong tiếp tục lở và đẻ này. Bên đây này. Còn ong về cái con ong này nhé, cầu nào cũng như cầu nào luôn. Đấy, em bỏ tiếp tục cầu bên trong cho các bác cùng xem này. Đấy, tiếp tục em bỏ cái cầu ở bên trong cho các bác xem nhé. Đấy, giá cả thì em sẽ báo ở cuối video nhé. Đấy, bác nào xem được video này thì lát nữa thì em sẽ báo giá cụ thể cho các bác cùng xem. Đấy, cầu nào cũng như cầu nào thôi. Đấy. Các bác có thể thấy nó rất là đẹp nhé. Ong tướng trẻ nhá, quân đông tướng trẻ. Các bác mua ong giống này về thì không phải thay tướng đâu, tướng bắt đầu đẻ rồi. Nhà em làm tướng mới hết cho các bác rồi. Đấy, cầu vuông đét như thế này. Đây. Rất là đẹp luôn. Đấy, cầu nào cũng như cầu nào và thùng nào cũng như thế thôi. Đấy, giá cả hiện tại thì bên em đang bán là 170.000 một cầu. Đấy, khi các bác mua tại nhà. Còn đối với các bác ở tất cả các tỉnh khu vực ấy, lân cận ấy, thì các bác không đến được thì ở bên em là sẽ gửi qua xe. Hoặc là đối với các bác mà mua với số lượng nhiều ấy, thì ở bên cơ sở em là có xe để chở tận nhà các bác. Đấy, vận chuyển, tiền cước vận chuyển thì cũng do hai bên thương lượng thôi. Đối với các bác ở quanh khu vực miền Bắc này thì ở bên cơ sở em sẽ lấy tiền dầu thôi. Đấy, một chút hỗ trợ, các bác hỗ trợ là em sẽ chở tận nhà đối với các bác mua nhiều. Còn đối với các bác mà mua 5-7 đàn nẻ thì ở bên cơ sở sẽ gửi qua xe ô tô. Đấy, tiện xe nào thì em sẽ gửi cho các bác xe đấy. Đấy, đây là về con ong giống nha các bác nhé. Còn về bên nhà em là bán tất cả những cái phụ kiện, vật tư về ngành ong. Ví dụ như là thùng nuôi ong này, cầu ong này, cho tới những cái chiếc thùng quay mật là cơ sở bên em đều bán hết nhé. Đấy, bác nào xem được cái video này mà chưa làm được ong giống hay chưa có ong giống thì các bác liên hệ trực tiếp cho em nhé. Em sẽ để hai cái số điện thoại ở góc màn hình video ấy. Đấy, không thì các bác đi qua các bác để lại cái số điện thoại, bên nhân viên bên em sẽ túc trực và tư vấn cho các bác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.